Vâng, xin cảm ơn tiết mục vừa rồi của Vũ đoàn ABC. Kính thưa quý vị, chương trình lễ khai trương thương hiệu đồ da cao cấp Đại Dương chi nhánh Hà Nội của chúng tôi đến đây là kết thúc. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, Trịnh Dương xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự chương trình và chia sẻ niềm vui với chúng tôi trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.